Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Nga cho nổ tung S-300, lần đầu phá hủy súng cối Alakaran của Tây Ban Nha ở Ukraine. Ukraine phản công bất lợi vì thiếu chiến đấu cơ F-16. Mỹ bổ sung viện trợ, Đức chi mạnh tay cho Ukraine. Đại sứ Nga tại Washington nói Mỹ đang lún sâu vào cuộc đối đầu với Moscow. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga tuyên bố phá hủy một khẩu súng cối tự hành Alakaran do Tây Ban Nha sản xuất tại vùng Kherson và phá hủy một khẩu đội phòng không tầm xa S-300 của Ukraine. Nga cho nổ tung S-300 lần đầu phá hủy súng cối Alakaran của Tây Ban Nha ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này vừa phá hủy một khẩu súng cối hạng nặng cỡ nòng 120mm alakaran do tây ban nha sản xuất đây là lần đầu tiên quân nga phá hủy loại súng cối này trong chiến sự ở ukraina bộ quốc phòng nga nói rằng khẩu súng cối này đã bị phá hủy khi lực lượng nga tấn công vào các vị trí của quân đội ukraina ở vùng kherson phía nam ukraina các cuộc tấn công cũng khiến 3 xe quân sự Ukraine bị phá hủy và 30 binh sĩ thiệt mạng. Được phát triển bởi công ty NTGS của Tây Ban Nha trong thập niên 2010, súng cối tự hành Alacaran, bọ cạp, gắn trên xe tải có thể nhanh chóng thay đổi vị trí nếu cần thiết. NTGS cho biết Alacaran là hệ thống đã được kiểm chứng trong chiến đấu, được nâng cấp liên tục. Súng cối này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 7 km và được cho là có thể bắn tổng cộng 12 quả đạn trong phút đầu tiên sau khi vào vị trí. Thông thường, Alakaran bắn 4 quả đạn mỗi phút. Trong diễn biến khác, Nga cũng công bố video cho thấy một khẩu đội phòng không tầm xa S-300 của Ukraine bị phá hủy và nổ tung trong đòn tập kích tại vùng Mykolaiv. Một khẩu đội thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine đã bị phá hủy gần làng Gai thuộc vùng Mykolaiv. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin quân Nga phá hủy súng cối Alakaran và khẩu đội phòng không tầm xa S-300. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ, khoảng 5.000 thiết bị quân sự, trong đó có 26 máy bay chiến đấu và 25 xe tăng Leopard kể từ khi phát động cuộc phản công. Ukraine phản công bất lợi vì thiếu chiến đấu cơ F-16 Cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu từ 2 tháng trước, với bài học từ NATO bằng sự kết hợp của bộ binh, xe bọc thép và không quân. Nhưng đến nay, chiến đấu cơ F-16 vẫn chưa vào cuộc. Tất cả những điều đó đặt ra một câu hỏi. Nếu không có sức mạnh không quân đáng kể từ niềm hy vọng ở chiến đấu cơ F-16, trụ cột của các chiến thuật chiến tranh mà phương Tây thúc giục Ukraine áp dụng, liệu cuộc phản công có thể thắng thế hay không? Câu trả lời dường như là có với người Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn của báo New York Times, các quan chức Ukraine, Mỹ và châu Âu cũng như các nhà phân tích quốc phòng phương Tây cho biết, Hỏa lực pháo binh và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) cũng đủ tạo ra được sức công phá mạnh cho Ukraine. Cựu tướng không quân Mỹ Philip Breedlove và là cựu chỉ huy NATO giải đáp. Dù không có F-16, Ukraine vẫn có thể làm được bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn drone và pháo binh. Tuy nhiên, nếu không có chiến đấu cơ F-16, lực lượng phản công sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi không tạo ra được bước đột phá lớn. Ông Vredlop, một cựu phi công F-16, cho biết các lực lượng của Ukraine sẽ có lợi lớn khi học và triển khai cái gọi là chiến thuật vũ khí kết hợp, vốn là xương sống của chiến tranh mặt đất hiện đại. Dù vậy, ông vẫn nói thêm nếu muốn ukraina chiến đấu như chúng ta chiến đấu thì họ phải có những công cụ mà chúng ta có và chúng ta đã không trao cho họ những công cụ đó tướng valery jaluni chỉ huy hàng đầu của ukraina cũng đưa ra quan điểm tương tự với sự thất vọng đáng kể một số chuyên gia cho biết việc thiếu hụt sức mạnh không quân khiến ukraine gặp bất lợi trong mùa hè này khi các máy bay trực thăng tấn công của nga hạ gục xe tăng và xe bọc thép của ukraine đồng quan điểm trên đại tá marcus Dresner ở học viện huấn luyện quân sự chính của áo nói rằng với nhiều chiến đấu cơ hơn ukraine có thể bảo vệ tốt hơn lực lượng bộ binh của mình trước những cuộc tấn công đó logic quân sự cho biết ukraine phải có ưu thế trên không để tiến hành các chiến dịch trên bộ thành công kể từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, không chỉ Ukraina mà Nga dù có lợi thế dường như áp đảo đều không giành được ưu thế trên không. Vào thời điểm đó, Nga có số lượng máy bay chiến đấu nhiều gấp 10 lần Ukraina, 772 chiếc so với 69 chiếc, trong đó có một số máy bay có công nghệ tiên tiến hơn hẳn Ukraina theo chỉ số hỏa lực toàn cầu. Tuy nhiên trong 18 tháng kể từ đó, cả hai bên đều dựa vào pháo binh, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để tấn công. Đó là vì cả Ukraine với tên lửa Patriot và Nga với hệ thống phòng không S-400 đều có khả năng phòng không đáng gờm. Các vũ khí này phần lớn đã ngăn cản đôi bên tiến hành cuộc không kích gần hoặc phía sau chiến tuyến bằng máy bay chiến đấu được điều khiển. Trước những hạn chế đó, một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết không rõ liệu lực lượng của Ukraine có thể hỗ trợ cho bộ binh ngay cả khi họ có F-16 hay không sau khi ukraina chịu tổn thất nặng nề ngay từ đầu trong cuộc phản công do cố gắng thực hiện theo cách tiếp cận vũ khí tổng hợp một số chỉ huy đã quyết định từ bỏ chiến thuật mới của phương tây họ quay trở lại chiến thuật cũ mà họ biết đó là bắn pháo và tên lửa để làm suy giảm khả năng chiến đấu của nga trong một cuộc chiến tiêu hào đây không phải là điều gây ngạc nhiên đối với các chuyên gia quân sự những người vẫn tin rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc không có sức mạnh không quân Mỹ bổ sung viện trợ, đức trì mạnh tay cho Ukraine. Mỹ cho biết họ sẽ gửi cho Ukraine khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá 200 triệu USD, bao gồm đạn phòng không, đạn pháo và thiết bị ra phá bom mìn bổ sung. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, sự hỗ trợ cũng sẽ bao gồm khả năng chống thiết giáp. Hai quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters vào hồi tuần trước rằng Washington sẽ bắt đầu phân chia khoản tiền trị giá 6,2 tỷ USD. Con số 6,2 tỷ USD là khoản định giá quá mức khoản tài trợ đạn dược tên lửa và các thiết bị khác cho Ukraine do lỗi kế toán. Cụ thể, vào hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận mắc lỗi trong việc hạch toán số vũ khí viện trợ cho Ukraine, khiến giá trị của chúng bị đẩy lên cao hơn giá trị thực khoảng 3 tỷ USD. Ukraine cần vũ khí có thể được vận chuyển từ các kho dự trữ của Mỹ trong vài ngày hoặc vài tuần để có thể tiếp tục chiến dịch phản công. Các quan chức Mỹ cho biết Washington đang xem xét yêu cầu bổ sung ngân sách để tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Các quan chức cho biết, thông báo vào hôm 14 tháng 8 về 200 triệu USD sẽ là đợt đầu tiên trong số 6,2 tỷ USD của cơ quan rút tiền của tổng thống được cho phép trước đó. Trong khi đó, theo tạp chí Forbes Ukraine, Đức có thể viện trợ quân sự cho Ukraine 5,5 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2027. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner thông báo ý định này trong chuyến thăm Kiev vào ngày 14 tháng 8. Người đứng đầu Bộ Tài chính Đức nói rõ rằng quyết định phân bổ 5,5 tỷ USD hàng năm hỗ trợ quân sự cho Ukraine vẫn cần được Quốc hội Đức thông qua. Ông Lindner nói thêm rằng ngoài viện trợ quân sự, Berlin cũng sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Kiev hỗ trợ những người Ukraine di tản trong nước và đóng góp cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Theo ông Liner, sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga xảy ra đã lên tới 24 tỷ USD. Ông Liner nói thêm rằng, ông hy vọng vấn đề Đức cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus có thể sớm được giải quyết, và cá nhân ông ủng hộ việc cung cấp loại vũ khí này. Cùng ngày, Na Uy cho biết, Tập đoàn Công nghệ Quốc tế Converse Gruppen sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống chống máy bay không người lái UAV trị giá 70,5 triệu USD. Cụ thể, theo thông cáo báo chí được đăng tải trên trang web của chính phủ, công ty con của Kongsberg Gropen là Kongsberg Defense and Aerospace đã trao hợp đồng cung cấp cho Ukraine hệ thống chống UAV trên. Chính phủ Na Uy cho biết việc cung cấp này sẽ được thực hiện thông qua Quỹ Quốc tế hỗ trợ Ukraine. Đại sứ Nga tại Washington nói Mỹ đang lún sâu vào cuộc đối đầu với Moscow. Khi bình luận về gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Kiev, đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho rằng Mỹ đang lún sâu hơn vào cuộc đối đầu với Nga. Washington ngày càng lún sâu vào cuộc đối đầu với Nga, đồng thời sử dụng người Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm. Họ gửi ngân sách và các lô vũ khí mới cho Kiev. Nhà Trắng rõ ràng không quan tâm đến sự sụt giảm nhanh chóng về mức độ ủng hộ cho chiến lược này trong xã hội Mỹ. Thay vào đó, họ hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ tiếp diễn trong thời gian dài, ông Anatoly Antonov tuyên bố. Nhà ngoại giao Nga cũng chỉ ra rằng Washington không rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, dù điều đó đã phải trả giá quá đắt cho cả hai bên liên quan đến xung đột. Trước đó, Mỹ đã phân bổ cho Ukraine gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự mới trị giá 200 triệu USD. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từng nói rằng ông muốn Ukraine đánh bại Nga và đã cung cấp hàng tỷ USD vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã tránh chuyển giao cho Ukraine các vũ khí tầm xa hơn do không muốn châm ngòi cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!